Rồi nói lại nha. Hôm trước mình học cái mảng là cái con trỏ rồi. Thì cái bài mảng động và cái bài liên quan đến con trỏ. Nghĩa là cái mảng động của chúng ta sẽ được quản lý bởi một con trỏ. Vì vậy chúng ta học con trỏ là như vậy. Thì anh sẽ demo cái gì? Demo lại cái bài bản tĩnh bằng ngôn ngữ C. Đó. Bởi vì chúng ta có cái hàm malloc, kenlock, vlkloc và những cái hàm đó là thuộc những cái hàm cấp phát vùng nhớ con trỏ nhưng mà thuộc bên ngôn ngữ C. C cộng cộng sẽ không có những cái hàm đó. Nắm được như vậy thì anh sẽ làm cái bài này bằng bản tĩnh. Rồi làm tới đâu? Tới đây rồi đúng không? Xuất ra chỉ cần gì thôi, phần trăm d đã tả nè, đã tạo số nguyên là phần trăm d truyền vào cái AI và sức AI ra ngoài. Rồi không, mình xuất ra không có dấu và. Còn khi mình nhập nè, mình nhập từ bàn phím vào thì nó dùng, nó đòi cái lệnh là scanf, nó yêu cầu đều phải một cái đặc tả, mình nhập vào giá trị vô số gì, mình nhập giá trị số nguyên thì yêu cầu đặc tả là phần trăm d, xuất thực đặc tả là phần trăm gì, phần trăm f, mình đang thao tác trên cái mảng số gì, số nguyên. Vì vậy đặc tả mình là phần trăm d để nhập giá trị cho từng phần tử của mảng, và nó yêu cầu cái này phải là một cái toán tử và để xác định được cái địa chỉ của cái phần tử AI này trong cái gì, bộ nhớ C. Nó yêu cầu như vậy, nó không là cú pháp của nó, mình phải tuân theo như vậy thôi. Rồi bây giờ ta khai báo ra gì, có phải lúc trước bản tính là vậy không, in a gì 100, ok chưa, khai báo mảng gì tỉnh có 100 gì, 100 phần tử. Nghĩa là mảng tỉnh là mảng có số lượng như thế nào, có số lượng phần tử mảng không thể thay đổi được. Chúng ta khai báo ra mảng này 100 phần tử thì chúng ta chỉ sử dụng được 100 ô nhớ thôi, để lưu 100 phần tử thôi. Rồi ta khai báo ra in n. In n là gì, là số lượng phần tử của mảng, số lượng phần tử gì, phần tử của mảng. N là số lượng phần tử của mảng cần dùng ở trong gì, trong 100 cái phần tử đó, trong ô nhớ đó. Dù n chúng ta khai báo là 5, là ta sử dụng 5 ô nhớ đầu tiên trong cái 100 ô nhớ đó, nắm chưa. Vòng lặp, nhập số lượng phần tử mạng đu y. Rồi mấy cái này quá quen thuộc rồi, giờ anh làm nhanh này thôi, khỏi làm nha, copy xuống cho nhanh. Nhập số lượng phần tử mạng đây nè, khi anh xuất cái gì, anh xuất một giá trị số nguyên ra đúng không, thì anh cũng phải đòi hỏi, không phải có đặc tả nữa, nó yêu cầu người đó. Các bạn nhập cái giá trị từ bàn phím vào cũng yêu cầu đặc tả, các bạn xuất cái giá trị ra ngoài màn hình các bạn cũng yêu cầu đặc tả nữa, cái C nó yêu cầu như vậy đó. Các bạn xuất giá trị số nguyên ra thì các bạn cũng cần cái đặc tả gì, phần trăm d chỗ này, cú pháp là như vậy đó. Còn bên C cộng sao, chúng ta không cần cái đó đúng không, nó dễ hơn. N số lượng tử mảng N, chỗ này nếu N bé bằng không thì nhập lại, hay N lớn hơn max thì nhập lại, bởi vì chúng ta chỉ có gì 100 phần tử thôi, đúng chưa. Số lượng tử mảng không được bé bằng không, không được lớn hơn cái gì, cái khai báo ban đầu là 100. Rồi ta gọi ta hàm gì thôi, nhập mảng thôi. Nhập mảng, gọi là hàm nhập mảng an là hàm gì, sức mảng, gọi là hàm sức mảng a phải n. Ta kiểm tra xem. Rồi chúng ta khai báo ra là cái mảng ta có tối đa một gì 100 phần tử, ta nhập vào n là 5. Chúng ta sử dụng 5 ô nhớ đầu tiên trong 100 ô nhớ đó là 1 2 3 4 5. Ok chưa? Vậy thì các bạn hình dung chỗ này. Có phải chúng ta khai báo ra cái gì? A 100 đúng không? Là cái mảng ta sẽ có 100 phần tử. Mà khi chúng ta nhập n là có 5 mà. N là ta nhập có 5 đó.
là chúng ta sử dụng 5 ô nhớ đầu tiên ở trong cái mảng này. Vậy thì các bạn dư bao nhiêu ô nhớ? 95 ô nhớ. Vậy thì mảng tĩnh, cái nhược điểm ở chỗ đó, nó sẽ phí bộ nhớ. Nhớ được chỗ này, mảng tĩnh sẽ phí bộ nhớ. Bởi vì khi chúng ta khai báo 100 đúng không, thì chúng ta không có biết người dùng họ muốn dùng bao nhiêu. Vậy chúng ta dự 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 đoán trước người dùng sẽ dùng trong cái đoạn này. Và nếu như người dùng dùng có 5 mà dùng có 10, dùng 10 đi thì mình dư 90, dùng 20 mình dư 80, dùng 5 mình dư 95. Cái đó là phí bộ nhớ. Vì vậy cái khái niệm mảng đọc nó mới ra đời. Nó mới ra đời. Ra đời để khắc phục cái nhược điểm của mảng tĩnh. Nắm được chưa? Thì mảng động nghĩa là cái mảng mà số lượng phần tử mảng có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được. Ví dụ đầu tiên, em nhập cái mảng có 5 phần tử. Nhưng sau đó ví dụ em khiêm vào cái mảng đó 1 phần tử thì cái mảng nó sẽ lên lên mấy phần tử? 6 phần tử. Là cái mảng em thay đổi được cái số lượng phần tử mảng là 6. Còn cái mảng tĩnh không làm được điều đó. 100 là 100. Không 100 là 1. Ok chưa? Đó thì mảng động làm được điều đó. Và hôm trước chúng ta học vào những cái hàm gì? Malloc, Hanlock và Reallock là những cái hàm cấp phép vùng nhớ cho con trỏ. Đó, thì là cái con trỏ sẽ là cái con trỏ nó làm công việc là quản lý cái gì? Cái mảng động của chúng ta. Cái mảng động của chúng ta sẽ được con trỏ quản lý. Đó, thì bây giờ chúng ta qua cái mảng động như thế này nè. Cái mảng động chúng ta chỉ tập trung vào cái mảng động bên si cộng thôi. Si nó học thì chỉ cho biết thôi, bây giờ chúng ta đang học si cộng. Nhưng tại vì những cái hàm malloc, hanlock, reallock này nè là những cái hàm bên gì? Bên si thôi. Hàm cấp phá vùng nhớ cho con trỏ, hay còn gọi là gì, là hàm cấp phá vùng nhớ cho mảng động. Nó tương tự ý nghĩa của nhau, em hiểu chưa? Đó, khi những cái hàm gồm những cái hàm gì, những cái hàm là malloc một. À, trong ngôn ngữ lập trình C, trong ngôn ngữ lập trình C gồm có những cái hàm như sau. Một là hàm malloc, hai là hàm hanlock, ba là hàm reallock. Cái hàm reallock này nó có hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất, nếu như con trỏ chưa hề được cấp phát gì? Được cấp phát vùng nhớ thì hàm reallock sẽ cấp phát cho con trỏ đó một cái vùng nhớ hoàn toàn mới. Nhớ nha, hoàn toàn mới nha. Còn nếu như con trỏ đó đã có vùng nhớ rồi thì hàm reallock có gì, có tác dụng là sao? Nới rộng vùng nhớ hay thu hẹp vùng nhớ? Không hiểu hai cái chỗ này không? Đó, khi anh ghi như vậy để các bạn hình dung trước, còn hồi anh sẽ như thế nào? Hồi anh sẽ nói kỹ hơn. Rồi, như thế này, cấp phát gồm 3 hàm. Nó cho này đi cho nó khác. Bây giờ giải phóng, giải phóng khi dùng cái gì? Free. Nếu mà đang học C thì mình đi C đi, học đi C cộng sao, nắm được chưa? Đó, dùng free. Bây giờ đầu tiên có nghĩa đây là cái hàm gì? Hàm cấp phát vùng nhớ cho con trỏ. Mở nói sao, con trỏ nó quản lý cái mảng, vì vậy này còn tương đương với ý nghĩa như thế này, hay còn gọi là cái hàm cấp phát cái vùng nhớ cho mảng động. Ok chưa? Rồi giờ ta vô đầu tiên là cái hàm malloc. Chúng ta có 3 hàm là malloc, hanlock và reallock. Đầu tiên vô cái hàm malloc nữa. Kiểu này tính này sao? Chúng ta không cần này nữa. Chúng ta cần khai báo đâu in gì? Con trỏ A thôi. Con trỏ A sẽ gì? Sẽ quản lý cái mảng động chúng ta.
sẽ quản lý cái vận động của chúng ta. Ok nè, tất cả những cái kỹ thuật gì ở bên mạng cái bản tĩnh thì bên bản động y hệt, nhưng bên bản động nó có hai cái khác, đó là cái khác đối với cái hàm kim và cái khác đối với cái hàm xó. Quan thực toán kim và thực toán xó bên bản động nó khác cái bên bản tĩnh, còn tất cả những cái gì là y hệt như vậy luôn, nắm chưa? À, bản phụ y hệt luôn, chỉ khác nhau cái kim và xó thôi. Thì khác nhau như thế nào, chúng ta tìm hiểu tiếp theo, cái video tiếp theo đó. Còn video này chúng ta chưa tìm hiểu tới đâu, anh nói trước như vậy. Rồi lúc này người dùng họ nhập n đúng không, n chúng ta lúc này có cần lớn hơn trăm không? Không cần, bây chúng ta không có cái gì chỉ cần lớn hơn không là được rồi, nắm được chưa? Rồi nhập n xong chúng ta làm gì? Cấp phát vùng nhớ để con trỏ gì quản lý, tương đương với ý nghĩa là gì? Tạo cái bản động, như hôm trước học bản tĩnh và bản động, ok chưa? Thì là a bằng cái gì này, hôm trước nè nhớ không, a bằng cái gì? Malloc, các bạn có nhớ cái chỗ này hôm trước nè, giải hợp nè, queen nè, ép kiểu gì vậy, ép kiểu gì vậy, in sao chứ. Nhưng mà lúc này nó malloc cái gì, nó nói cái malloc như thế nào? Malloc chưa được định nghĩa, có nghĩa chúng ta đang thiếu cái hàm, thiếu cái thư viện. Đó, bên đây nó hỗ trợ, nó phải có thư viện này nó mới dùng được. Stdlib, s nè, t nè, d nè, lib nè, chấm h nè, đây là thư viện gì? Thư viện hỗ trợ việc hỗ trợ các cái hàm, các cái hàm và các hàm cấp phát vùng nhớ cho con trỏ, đúng rồi chưa? Rồi chỗ này nó hết lỗi hay chưa? Hôm trước có phải chúng ta làm như thế này là chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ cấp phát ra một cái ô nhớ không, để cho con trỏ A này nó có cái vùng nhớ để nó chứa được cái giá trị. Nhưng hôm nay chúng ta học được cái gì? Học được cái mảng. Cái mảng thì chúng ta chỉ cần làm như thế nào, n chúng ta nhân như thế này thôi. Hôm trước chúng ta học cái bài malloc đúng không, thì chúng ta chỉ cần như thế nào, bởi vì con chúng ta chỉ có một con trỏ đúng không? Đó, bởi vì chúng ta chỉ có một con trỏ, vì vậy chúng ta chỉ cần cấp phát ra một cái ô nhớ để chứa con trỏ đó thôi. Nhưng bây giờ con trỏ nó quản lý một cái mảng là một cái n, số lượng n, vì vậy chỗ này chúng ta ghi n nhân vô. Có nghĩa là như thế này, cái chỗ này các bạn hình dung được rồi, như là để như này sẽ bị lỗi, anh giải thích chỗ này để các bạn hiểu rõ hơn. Có nghĩa malloc là gì? Malloc là một cái hàm void sao nè, là một cái hàm nó thuộc kiểu dữ liệu là void sao. Void sao là kiểu con trỏ vô kiểu. Tại sao con trỏ vô kiểu? Ví dụ như hàm malloc này, bây giờ anh cài đặt cho nó là, người ta cài đặt cho nó là in sao đi, thì khi một con trỏ float sao có trỏ tới được không? Không được. Mà nếu như người ta cài đặt cố định cho nó là float sao đi, thì một cái con trỏ kiểu in sao có trỏ tới được không? Vì vậy người ta cho nó một cái chuẩn chung là cái void sao là vô kiểu, là chưa biết kiểu gì hết. Thì khi có một con trỏ kiểu gì trỏ đến cái hàm này thì chỉ cần ép kiểu lại nó thôi là xài được, nắm không? Để kích rõ một cái như vậy. Rồi ví dụ như các bạn chỉ hiểu rồi cái hàm này là cái hàm cấp phát cái gì, cấp phát cái vùng nhớ cho con trỏ thôi. Mình hiểu rõ hơn là nó là như thế này, có nghĩa là tại cái dòng này nó sẽ làm việc như thế này. Đầu tiên cái hệ điều hành chúng ta nó thấy cái gì? Nó thấy cái hàm malloc. Nó hiểu rồi người lập trình đó đang yêu cầu nó cấp phát ra một vùng nhớ, thì nó sẽ làm như thế nào? Nó vô trong cái hệ điều hành, nó thấy cái lệnh này đúng không? Nó sẽ cấp phát ra cho chúng ta một cái vùng nhớ. Cái vùng nhớ là nó chứa nhiều ô nhớ. Vô đây ghi luôn để bạn hình dung. Chỗ này vùng nhớ, vùng nhớ là gì? Là nó chứa nhiều ô nhớ, nắm được chưa? Bạn hiểu có nghĩa là vùng nhớ là thằng cha, ô nhớ là thằng con. Bởi vì vùng nhớ nó chứa gì? Nó chứa ô nhớ, ô nhớ trong bộ nhớ đó. Rồi cái này, cái hàm sẽ làm việc như thế này. Nó yêu cầu cái hệ điều hành cấp phát ra cho một cái vùng nhớ. Cái hệ điều hành đó, nó cấp phát ra một vùng nhớ, một vùng nhớ có n ô nhớ, một vùng nhớ có n ô nhớ.
Mỗi ô nhớ có độ lớn là size of in. Tại sao size of in? Bởi vì khi chúng ta qua cái hệ điều hành 32 bit, mà các em biết đó, các em biết đó hồi xưa, cái hệ điều hành Windows xưa đó, thì cái in này nó chỉ có 2 byte thôi. Mà khi chúng ta ghi chỗ này là số 4 đi, thì khi qua hệ điều hành nó sao nó dùng được. Vì vậy chúng ta phải ghi như thế nào? Phải ghi nó một cái chữ chung. Cái size of là một cái hàm trả về kích thước của kiểu liệu đó, trả về kích thước của kiểu liệu tại cái hệ điều hành hiện tại nó đang sử dụng. Thì khi qua hệ điều hành khác nó cũng tự động nó hiểu in là mấy byte, tự nó hiểu. Ok chưa? Đó, nó yêu cầu hệ điều hành cấp phát nó một cái vùng nhớ có n ô nhớ. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi sau đó con rõ ai nè, nó mới trỏ đến cái địa chỉ của vùng nhớ đó. Nó trỏ địa chỉ của vùng nhớ mà vừa được cấp phát đó. Để nó quản lý gì? Nó quản lý cái n ô nhớ này. Không? Là lúc này nó đang là một cái mảng đó. Nghe, con trỏ A đang quản lý một cái mảng đó. Cái mảng của n ô nhớ đó. Sao? Nắm chưa? Các bạn không hiểu nào các bạn hỏi liền nha. Là cách thức nó làm việc như vậy đó. Nắm được chưa? Thì khi con trỏ hai nè ghi thêm đây, khi con trỏ A trỏ đến cái gì, trỏ đến cái địa chỉ của cái vùng nhớ mà máy tính sẽ cấp phát, hệ điều hành sẽ cấp phát, mà hệ điều hành sẽ cấp phát, điều hành sẽ cấp phát, có nghĩa là tương đương nó sẽ trỏ đến cái gì á, con nó trỏ đến gì, nói vậy thì nói chung quá, con trỏ A trỏ đến cái gì, cái địa chỉ của vùng nhớ này thì nói chung quá, có nghĩa là nó sẽ trỏ đến cái địa chỉ của ô nhớ đầu tiên, con trỏ sẽ gì, trỏ đến ô nhớ đầu tiên của cái vùng nhớ đó. Hiểu chưa? Đó. Khi cấp phát ra một vùng nhớ, con trỏ A sẽ trỏ đến địa chỉ của vùng nhớ này, mà cụ thể hơn là nó sẽ trỏ đến cái địa chỉ của ô nhớ đầu tiên. Là như thế này nè. Bây giờ anh chạy thử đi. Mà chúng ta cấp phát chúng ta phải có lệnh gì? Giải phóng. Nếu không có giải phóng sẽ bị lỗi gì? Lỗi tràn bộ nhớ. Cái lỗi nó như thế nào? Vì chiều trước anh nói rồi, không nhắc lại nữa. Giải phóng vùng nhớ cho gì, cho con trỏ A. Chạy thử đi. Nhập n bằng âm đi, bắt nhập lại không, nhập 5 đi, nhập 1 2 3 4 5. Sức là cái mảng mỗi bao năm, mà có nghĩa cái mảng chúng ta lúc này ta đúng rồi. Ok kìa, nghĩa là như thế này, anh qua cái bên, một cái bên, nghĩa là khi chúng ta nhập n bằng 5 nè, các bạn ta nhập n bằng 5 đúng không? Ok chưa? Đó, chúng ta ghi cái gì? Chúng ta có một trỏ A đúng không? Ta khai báo nó in sao A đúng không? Anh mô phỏng lại nó làm việc như thế này. Có nghĩa là ba cái hàm này nè, manlock, kenlock và relock á, nó làm việc y hệt nhau, không khác gì hết. Nhưng mà thằng relock á, nó có hai cái cơ chế. A bằng gì? In. In gì? In sao của cái gì? Cái malloc đúng không? Vẽ lại cho nó dễ hình dung. Malloc. Mà cố hình dung nha. Của cái gì? N đúng không? Nhân cho cái gì? Cái size of. Size of cái này đúng không? Vẽ này hơi xấu, các bạn phải cố tưởng tượng. Có nghĩa thế này, khi nó gặp cái lệnh in lock, in malloc này nè, ví dụ n bằng 5 đi, n bằng 5, ta ví dụ n bằng 5 nè, thấy không? Ta ví dụ n bằng 5 nè, hình dung được chưa? Thì cái hệ điều hành nó sẽ cấp phát cho chúng ta một cái vùng nhớ n bằng 5. Là vùng nhớ này có mấy ô nhớ? 5 ô nhớ. 1 2 3 4 5. Và cái vùng nhớ này cũng được đánh số từ mấy đến mấy, không đến n đến 1 luôn, không khác gì mạng tỉnh hết. Nó
quy tắc của bảng là sao, luôn luôn đánh số từ 0 đến NRJ1. Nắm được chưa? Rồi có nghĩa lúc này nó đang làm cái malloc nè. Rồi con trỏ A này nè, nó sẽ trỏ đến cái vùng nhớ này. Có nghĩa sau khi cái malloc này thực hiện xong là cái hệ điều hành cấp phát ra một cái vùng nhớ xong rồi, con trỏ A này sẽ trỏ đến vùng nhớ vừa được cấp phát đó. Và cụ thể nó sẽ trỏ đến cái gì? Nó trỏ đến cái địa chỉ của ô nhớ đầu tiên. Nắm được chưa? Nó trỏ đến địa chỉ của ô nhớ đầu tiên. Rồi có nghĩa lúc này con trỏ A sao? Nó sẽ quản lý cái gì? Cái mảng này. Hiểu cơ chế làm việc chưa? Cơ chế là như vậy đó. Khi cái hàm Kenlock nó cũng làm việc y như vậy. Và cái hàm Reallock mà nó làm việc theo cơ chế cấp phát ra vùng nhớ mới ấy, cũng như vậy luôn. Không cái gì hết, cơ chế làm việc là chung. Sao bạn có nắm chỗ này chưa? Đó. Vậy thì lúc này chúng ta qua cái gì? Đóng lại chúng ta qua cái gì? Chúng ta qua cái chưa tới sim cộng. Cái gì nữa? Kenlock. Và các bạn hình dung cái này. Ví dụ như khi anh khai báo cái gì? Anh dùng cái hàm malloc đúng không? Anh cấp phát đúng không? Thì lỡ như anh quên nhập mảng thì sao? Sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Anh quên nhập mảng, anh quên gọi cái hàm nhập mảng. Thì những giá trị ở trong cái mảng này là những giá trị rác. Ok cho bạn nhớ nha. Rồi. Qua hàm Kenlock. Đóng lại. À, bằng gì? Y như vậy luôn, không khác gì hết luôn. Nhưng lúc này nó yêu cầu cái gì nè? Kenlock rồi. Kenlock. Nó yêu cầu cái gì? Nó yêu cầu cái tham số đầu tiên là một cái count, là một cái số lượng. Cái số lượng ô nhớ của cái vùng nhớ mà nó sẽ cấp phát. Cái count chính là gì? Cái count chính là cái số lượng ô nhớ cần cấp phát cho cái vùng nhớ đó. Ok chưa? Còn cái size này giống như cái size kia là kích thước của một ô nhớ. Ta truyền vào thôi. N. Đúng không? Cấp phát N ô nhớ mà. Sai hợp. Của gì? Của in. Yêu cầu sao? Cái này cũng là gì? Voi sao? Ép kiểu về. Y như vậy luôn. Không khác gì hết luôn. Thay vì cái chỗ hàm malloc chúng ta gì chúng ta nhân đúng không? Thì để chúng ta tách ra hai cái. Nó như vậy thôi. Đó. Mình học. Đó. Ok chưa? Và hàm Kenlock này làm việc y hệt hàm malloc luôn. Nó cũng yêu cầu cái bộ nhớ máy tính gì? Yêu cầu hệ điều hành gì? Cấp phát nó một vùng nhớ. Có gì? N ô nhớ. Cấp phát cho nó một cái vùng nhớ có N ô nhớ. Và mỗi ô nhớ này có độ lớn là như thế nào? Giải hợp của in. Rồi sau đó sao? Con trỏ A này cũng trỏ tới cái gì? Trỏ tới vùng nhớ này. Mà cụ thể hơn là trỏ tới cái gì? Trỏ tới địa chỉ của ô nhớ gì? Đầu tiên. Nắm được chưa? Rồi ok chưa? Chạy hết đi luôn. Không quay hết rồi. Nắm được chưa? Nhưng mà tại sao người ta lại làm malloc lại làm kenlock? Là chỗ này. Anh bỏ hàm nhập mảng đi. Nó ra giá trị không hết. Có nghĩa là khi em dùng cái hàm kenlock này em cấp phát một cái vùng nhớ cho con trỏ đúng không? Thì mặc định những cái ô nhớ đó sẽ là số 0 hết. Mặc định luôn. Còn nếu như khi em nhập vào cái giá trị cho cái ô nhớ đó thì nó sẽ thay đổi lại. Còn không nhập nó sẽ mặc định là số 0. Còn cái malloc này lúc này là ra cái gì ra. Em phải nhớ chỗ này. Để cho này ví dụ em làm cái bài tập gì đó, em cần cái mảng em ban đầu số 0 không thì em dùng cái hàm này. Nó chưa? Nó khác nhau chỗ đó thôi. Ok chưa? Đó. Còn cái cú pháp nó làm việc nè, cái nguyên lý nó làm việc y như cái lúc này anh làm đây. Không có gì hết. Rồi tiếp tục đến cái gì? Cái reloc nha. Reloc y như vậy luôn. Rồi nhưng mà lúc này nó yêu cầu gì đây? Yêu cầu gì? Không hiện lên. Rồi yêu cầu gì? Tham số đầu tiên là một cái void sound memory. Tham số thứ hai là cái dài t. Có nghĩa cái tham số phía sau nó luôn là cái gì? Là cái độ lớn của một ô nhớ nó cần cấp phát đó. Nắm được chưa? Không có. Cái size T này chính là cái gì? Cái số lượng ô nhớ cần cấp phát. Còn cái void sound memory này là như thế này. Reloc nó có hai cơ chế, nhớ chưa?
Đầu tiên, nếu như con trỏ chưa hề được cấp phát vùng nhớ thì hàm reload sẽ cấp phát cho con trỏ đó một vùng nhớ mới hoàn toàn. Còn nếu như con trỏ đó đã có vùng nhớ rồi, có ngày trước đó nó đã có vùng nhớ rồi, thì hàm reload sẽ có tác dụng nới rộng vùng nhớ hay thu hẹp vùng nhớ đó lại. Nới rộng hay thu hẹp cái vùng nhớ đó lại. Thì lúc này con trỏ chúng ta có được cấp phát chưa? Có được cấp phát chưa? Cấp phát đâu? Cái này là đóng rồi, đúng rồi, cái này là cái hàm, mỗi hàm riêng mà. Reload là một cái hàm riêng mà. Thì con trỏ A lúc này sao? Mình mới coi sao? Khai báo thôi, nó được cấp phát được vùng nhớ chưa? Chưa hề. Vì vậy chỗ này chúng ta ghi là cái gì? Một là chúng ta ghi số 0. Hai chúng ta ghi null. Bởi vì sao ghi null nè? Null nó tương đương với số 0 nè. Khi anh ghi sẽ có null nè. Anh đưa chỗ vô nè. Nó để define null không phải không? Define là cái gì nhớ không? Biến hằng, khai báo hằng nhớ không? Thì null cũng được, mà không cũng được, không khác gì hết. Nắm chưa? Bởi vì tại sao chỗ này bằng null? Bởi vì đầu tiên cái con trỏ A chúng ta chưa hề được cấp phát vùng nhớ. Vậy này chúng ta để null. Còn nếu như con trỏ A chúng ta đã cấp phát vùng nhớ rồi, chúng ta muốn nới rộng vùng nhớ, chúng ta muốn thu hẹp vùng nhớ đó lại đó, thì chỗ này chúng ta sẽ để lại cái con trỏ mà chúng ta để cái con trỏ cần nới rộng hay cần thu hẹp. Còn đây chúng ta gì? Con trỏ chúng ta chưa hề được cấp phát vùng nhớ. Vậy là chúng ta để null. Nó hỏi gì nữa? Cái size T là cái kích thước của cái vùng nhớ đó. Kích thước của vùng nhớ chính là bằng cái N nhân cái gì? N nhân cái size of in. Size of in. Có phải chỗ này quen không? Quá quen đi, cái hàm gì? Hàm malloc trên đó. Nghĩa là chỗ này nó yêu cầu gì? Cái hàm số 2 nó yêu cầu là cái kích thước của cái vùng nhớ đó. Có phải mỗi ô nhớ là có độ lớn bao nhiêu? 4 byte. Mà chúng ta có 5 ô nhớ thì kích thước bao nhiêu byte? 20 byte. 5 x 4 là 20. Ok chưa? Chỗ này sao? Reload cũng là cái hàm gì? Cái hàm thuộc kiểu void sao? Vì vậy chúng ta có phần ép kiểu lại. Rồi, y hệt luôn. Chả khác gì hết luôn. Nắm được chưa? Tại đây chúng ta đang dùng cái bản động đó, tại nãy chúng ta đang làm bản động đó. Mà bản động này được quản lý bởi gì? Được quản lý bởi một con trỏ. Thì cái này nó cũng làm như thế này thôi. Đầu tiên nó thấy như thế này không? Nó thấy null đúng không? Là nó hiểu cái con trỏ A này chưa hề được cấp phát vùng nhớ. Nắm được chưa? Nó sẽ yêu cầu cái hệ điều hành cấp phát cho nó một cái vùng nhớ có kích thước là N như dây hợp của in. N là 5 đi. Thì 5 x 4 là 20, 20 byte. Là 5 ô nhớ đó. Đó, như vậy thôi. Ví dụ này anh để A nè, nó không báo lỗi, nhưng chúng ta chạy thử đi. A này nó không báo, nhưng mà chúng ta chạy nó sẽ bị lỗi. Nó đọc như vậy đó. Nó hỏi, nó nói sao? Nó nói cái biến A này nè, ông chưa hề có vùng nhớ mà, tại sao ông lại sử dụng? Nghĩa là chỗ này nè, chỗ này nó sẽ đi làm gì? Nó cấp phát lại cái vùng nhớ cho cái biến con trỏ A này. Nhưng mà nó xác định là con trỏ A trước đó chưa hề có vùng nhớ, thì em cấp phát lại sẽ bị lỗi. Vậy chỗ này em để null, hoặc em để số gì? Số 0. Cái nào cũng được hết. Nắm chưa? Đó. Và cái hàm reload này chính là cái hàm cha luôn. Nó là cái hàm cha của hai hàng trên đây. Nó là hàm, nó là cha của hai thằng malloc và gì? Kenlock. Nắm chưa? Đó, các bạn hình dung được chưa? Ok chưa? Tại sao nó hàm cha? Bởi vì nó sao? Nó vừa cấp phát cái vùng nhớ mới và nó có thể sao? Nới rộng vùng nhớ hoặc thu hẹp vùng nhớ. Ok chưa? Vậy nó là cha là như vậy đó. Đó, nắm chưa nào? Các bạn nhớ này nha, cái cơ chế reload nó có cái cơ chế là cơ chế cấp phát lại cái vùng nhớ cho con trỏ đó. Là nó có điểm hay cho đó. Rồi. Lúc này chúng ta quên nhập mãn đi, nó ra cái gì nè. Chúng ta nhập cho cái mãn này có số lượng tử 5 đi. Nó sẽ là giá trị rác luôn. Đúng không? Nếu như cái hàm reload này mà nó có chức năng là giống gì, nó có một cái ưu điểm của thằng kenlock là gì? Tất cả giá trị mặc định bằng không thì nó quá tuyệt vời đúng không? Nhưng mà nó không được. Chỉ có kenlock mới có được điều đó thôi. Nắm được chưa?
Vì chúng ta nhập bảng này ra y hệt này luôn. Ok chưa? Rồi. Bây giờ có một bài toán như thế này đặt ra rồi. Bây giờ chúng ta dùng cái hàm reloc này, chúng ta làm cái bài là thêm một phần tử vào vị trí bất kỳ và xóa một phần tử vào vị trí bất kỳ. Thì trước khi làm cái đó anh nói chỗ này, anh nói là cái chỗ này. Lúc này anh nói sao? Cái con trỏ A là con trỏ sẽ quản lý cái mảng, đúng không? Và khi cái hàm malloc này là cấp phát, khi một mà hệ điều hành cấp phát nó một vùng nhớ đó, thì con trỏ A sẽ trỏ đến địa chỉ vùng nhớ đó. Có nghĩa là nó sẽ trỏ đến địa chỉ vùng nhớ gì? Có nghĩa là con trỏ A này sẽ trỏ đến địa chỉ của vùng nhớ này. Mà cụ thể là nó sẽ trỏ đến cái địa chỉ ô gì? Nó trỏ đến địa chỉ ô A0, nắm được chưa? Mà tại sao ô A0 nó lại quản lý được cái mảng này? Bởi vì như thế này. Cái mảng này là mảng số gì? Số nguyên. Thì mỗi ô nhớ này có độ lớn là bao nhiêu bài? 4 bài. 4 bài. 4 bài. 4 bài. 4 bài, nắm chưa? Thì khi em ghi cái gì? A0. Này A0 đúng không? Khi em ghi cái gì? A1. Thì cái cách làm việc cái này nè. Nó lấy số 0 này, nó cộng thêm 4 bài nữa. Cộng thêm 4 bài. Đây nè. Em ghi A1 đúng không? Là tự động nó hiểu gì? Nó hiểu nó lấy ô A0 nó cộng lên một ô nhớ. Cộng một ô nhớ là cộng lên mấy bài? Và cộng lên 4 bài không? Rồi thằng này đúng không? Thằng A1 rồi đúng không? Muốn lên A2 đúng không? Cộng thêm mấy bài nữa? Cộng thêm 4 bài nữa lên 12 bài không? 12 bài có phải đang ở ô A2 không? Bởi vì mảng là tập hợp những phần tử nằm liên tục trong bộ nhớ. Vì vậy em biết được địa chỉ ô A0 đúng không? Em dùng con trỏ đó. Em trỏ tiếp ô A1 nó hiểu, trỏ tiếp ô A2 nó hiểu. Nắm được chưa? Quản lý thông qua như vậy đó. Hiểu chưa? Mảng là tập hợp những phần tử có cùng kiểu liệu với nhau và nằm liên tiếp vào trong bộ nhớ. Vì vậy em biết được ô A0, chắc chắn em sẽ quản lý được mạng đó. Vì vậy nó trỏ nó địa chỉ ô A0 là nó đủ rồi. Ok chưa? Đó là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta làm cái hàm là hàm thêm và hàm xóa nè. Cái mảng động nó khó ở chỗ thêm với xóa, còn tất cả các kỹ thuật còn lại y hệt cái mảng tĩnh, nắm chưa? Rồi hàm thêm, thêm gì? Thêm phần tử vào vị trí bất kỳ. Vị trí bất kỳ là vị trí như thế nào? Cái bài mảng tĩnh nó giảng rất là kỹ rồi. Ok chưa? Vị trí bất kỳ trong mạng void. Có em nào nhớ không? Nhớ hàm này không? Rồi nó truyền một cái in gì? In a in n n phải truyền vào tham gì? Tham chiếu. Bởi vì sau khi em thêm một phần tử đúng không, thì cái n em là gì? Cái số lượng phần tử mảng em tăng lên một đơn vị. Nó đầu tiên cái mảng có 5, khi một phần tử cái mảng tăng lên mấy? 6. In gì? Vị trí. In x là in gì? X là vị trí cần thêm. Gì? Vt là vị trí cần thêm, x là phần tử cần thêm. For cái này quá dễ không, nhắc lại thôi, này khỏi nhắc anh ghi luôn hình dung rồi. In y bằng gì? N trừ đi 1. Y lớn hơn bằng vị trí cần thêm. Tại sao như vậy? Thì cái bài mảng giải thích rất kỹ rồi. Ok chưa? Có cần giải thích lại không? A y cộng 1 nè, nó bằng gì? Bằng A y. A5 đầu tiên nó nằm ở vị trí A4 đúng không? Thì sau khi thêm thì A4 sao đâu? Dịch về bên phải là dịch về dịch dịch bên phải là dịch về A5. Nắm chưa? A3 dịch về A4. Sau khi khỏi cái này thì A vị trí bằng gì? Bằng chính phần tử cần thêm là phần tử cần x đúng không? Thêm phần tử x vào cái vị trí cần thêm. Rồi sau khi thêm sao? N sao? Cộng cộng là số lượng phần tử mảng tăng lên một đơn vị. Số lượng phần tử mảng tăng lên
Em cứ nhớ kỹ này, hồi hôm qua cái gì, cái lệnh cấp phát gì, cái toán tử cấp phát ở bên cái gì siêu cộng y hệt vậy luôn. Rồi ok chưa, hàm kim vậy đúng chưa, kiểm tra coi bật vào đây sao kiểm tra được. Rồi bây giờ như thế này, anh nhắc lại cái hàm kim hôm trước để mình hiểu rõ hơn. Hôm trước mình học cái bảng gì, bảng tỉnh đúng không, bảng tỉnh. Bây giờ mình khai báo ra A gì? A 100. Là anh có được cái vùng nhớ từ mấy đến mấy? Nó anh ngồi anh ghi chậm chậm rồi nè, anh ghi chậm chậm rồi nè, các bạn thì cố gắng ngồi hình dung. Coi anh muốn nói cái gì. Không? Tưởng tượng coi anh muốn nói cái gì trong đây. Chắc anh làm có ý đồ đó, chứ không có ý đồ đâu. Đánh số 0 1 2 3 4 5 đúng không? 6 đúng không? Đánh số mấy? 99 đúng không? Còn đoạn giữa này rảnh quá, ngồi làm hơi sức đồng làm, chấp 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 chấm đi. Đúng không? Khi ta khai báo ra A100, nghĩa là cái mảng chúng ta sẽ có 100 mẫu nhớ được đánh số từ mấy đến mấy? 0 đến 99. Nghe trong bộ nhớ nó sẽ quản, trong bộ nhớ máy tính nó quản lý cái mạng chúng ta nè bằng một cái dãy ô nhớ, và dãy ô nhớ được đánh số từ 0 đến 99, nắm chưa? Khi khi cái hàm kim nè, kim đúng không, này nói cho dễ hiểu đây, từ từ coi. Anh nhập n, anh nhập n bằng 5, nghĩa là anh sẽ sử dụng được 5 cái ô nhớ đầu tiên trong 100 ô nhớ này, đúng không? Đúng rồi chưa? Rồi. N bằng 5, nghĩa là anh sẽ được sử dụng 5 ô nhớ đầu tiên. À, anh dùng 5 ô nhớ đầu 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 tiên thôi. Đó. Này vẫn là ai gì? À 99. N bằng 5 thì anh dùng 5 ô nhớ đầu, 5 ô nhớ đầu tiên, đánh số từ mấy đến mấy? 0 đến 4. Ok chưa? N bằng 5 thì anh được dùng 5 ô nhớ đầu tiên trong cái gì? 100 ô nhớ này. Hình dung nha, hình dung ha. Ok chưa? Ví dụ nhập giá trị cho mảng này là gì? 5 6 7 8 và 9. Ok rồi, đây là một mảng tỉnh nha, mảng tỉnh nha. Khi anh kim cái phần tử gì, anh kim cái phần tử như thế này, anh kim cái phần tử x vào cái VT là cái vị trí số 2 đi, thì có phải cái mảng như thế này không? Anh đẹp chậm chậm này, các bạn hình dung nè, hình dung của anh đang làm cái gì. 0 1 2 3 4 5. Cái thuật toán kim mình như thế nào? Đầu tiên cái ông nội 5 6 này sao, khi mà vị trí số 2 đúng không, thì các vị trí đó là sao, cái vị trí trước đó giữ nguyên. Số 9 này sao, dịch vô ô A mấy, A 5. Số 8 này dịch vô A mấy, A 4. Số 7 dịch vô A mấy, A 3. Lúc này tại vị trí ô A 2 này nó vẫn còn là số 7 đúng không, nhưng mà do nó làm gì, do cái chỗ này nè, A vị trí bằng x nè, nó sẽ gán lại gì, nó gán lại cái gì, cái vị trí ô A 2 là giá trị x, nắm được chưa? Vì vậy chỗ này sẽ là gì, sẽ là x, đúng chưa? Bản tỉnh chúng ta đúng không, bản tỉnh chúng ta có phải sau khi kim nó phần tử như thế này không, cái mảng tỉnh chúng ta
khi số lượng phần tử mảng như thế nào là 100. Cái bản tính chúng ta là cấp phát là 100 đúng không? Cấp phát là 100. Chúng ta sẽ có 100 ô nhớ. Vì vậy cái ô A5 này có tồn tại không? Có tồn tại. Đó là bản tỉnh. Nhưng chúng ta qua bản động nè. Cái bản động chúng ta cấp phát là gì? Giờ sao các em hiểu cái này chưa nè? Chúng ta đang dùng cái bản tỉnh. Hôm trước ta dùng cái bản tỉnh, chúng ta dùng thuật toán thêm đó. Khi cái bản tỉnh ta cấp phát là 100 ô nhớ, có nghĩa cái mảng chúng ta sẽ có 100 ô nhớ. Và chúng ta cấp phát ra, chúng ta dùng N5 thì ta sẽ được sử dụng 5 ô nhớ đầu tiên. Khi chúng ta khi một phần tử x vào vị trí bất kỳ trong mảng thì ô A5 sao? Nó có tồn tại mà. Từ 0 đến 99 mà đúng không? A5 có tồn tại. Nhưng khi qua bản động nè. Ví dụ anh nhập N bằng 5. Anh nói sao? Mảng động là mảng có thể thay đổi được cái gì? Số lượng phần tử của mảng. Có nghĩa người dùng ban đầu họ nhập mà họ muốn dùng 5 phần tử, họ cấp phát ra cái mảng có 5 phần tử. Thằng B kia muốn dùng cái mảng có 10 phần tử, cấp phát ra mảng có 10 phần tử. Có nghĩa mảng động là cái mảng chúng ta tối ưu hơn mảng tĩnh. Cái số lượng phần tử mảng nó không dư, không thừa, không thiếu. Ok chưa? Thì khiến ta cấp phát ra N bằng 5, cho nên cấp phát ra một cái gì? Cái vùng nhớ có mấy ô nhớ? Chỉ có 5 thôi. Cấp phát ra 5 ô nhớ thôi. Và con trỏ sẽ quản lý ô nhớ này, quản lý vùng nhớ này. Một, như đang vẽ này ngon lành mà. Một, hai, ba, bốn, năm đúng không? Đánh số từ mấy đến mấy? N bằng 5 đánh số từ mấy đến mấy? Chỉ số bắt đầu từ mấy? 0, 1, 2, 3, 4. Nhớ, thực toán thêm chúng ta đang làm bên cái mảng gì? Mảng động nè. Ok chưa? Đúng không? Mảng động nè. Khi chúng ta thêm một phần tử vị trí bất kỳ đúng không? Ô A5 có tồn tại không? Tụi em có hiểu ý nói từ nãy giờ không? Cái mảng ta đang dùng mảng gì? Mảng động. Mà chúng ta khai báo là N bằng 5 đúng không? Nghĩa là chúng ta cấp phát cái bột nhớ này có mấy ô nhớ? Có 5 ô nhớ. 5 ô nhớ sẽ được đánh số từ mấy đến mấy? Từ 0 đến 4. Thì cái ô A5 có tồn tại không? Cái thực toán thêm chúng ta là chúng ta làm như thế nào? Chúng ta dời cái thằng cuối cùng về bên phải đúng không? Rồi tiếp tục cứ dời như vậy. Khi đầu tiên ô A4 là dời ô A5, cái ô A5 làm gì có tồn tại? Còn cái bản tỉnh là sao? Nó có tồn tại, chúng ta dời được. Hiểu chỗ tôi nói không? Vậy thì bây giờ trước khi chúng ta thêm một cái phần tử vào vị trí bất kỳ trong mảng này, chúng ta phải nới rộng cái ô nhớ này ra, chúng ta phải nới rộng cái vùng nhớ này ra một ô nhớ nữa. Để chúng ta mới có thể sao? Mới có thể dời được chứ. Hiểu ý nói chưa? Mảng này mảng động, nó không có ô A5. Mà thuật toán chúng ta là phải sao? Phải cần ô A5. Vì vậy trước khi ta thêm cái vị trí phần tử x này nè vào vị trí vt này nè, thì chúng ta phải nới rộng cái vùng nhớ này sao ra một ô nhớ. Mà cái thằng nào làm được á? Nếu như con trỏ đó đã có vùng nhớ rồi thì hàm relock có tác dụng nới rộng vùng nhớ hay thu hẹp vùng nhớ lại. Còn hai cái chai nè không có làm được á. Cấp phát là 5 đúng không? Khi dùng 5, cấp phát ra 10, dùng 10. Không có vụ mình nới rộng, không có vụ khu hẹp gì đâu á. Bởi vì vậy nó reverse thì cha là như vậy đó. Nó có hai chức năng, có hai cơ chế. Đầu tiên nếu như cái mảng, nếu như cái con trỏ đó sau chưa cấp phát vùng nhớ, nó sẽ cấp phát một vùng nhớ hoàn toàn mới. Mà nếu như con trỏ đó có vùng nhớ rồi, em muốn nới rộng hay khu hẹp á, nó cũng làm được luôn. Đầu tiên 5 đúng không? Khi mà một phần tử, khi cái vùng nhớ tự động em dùng cái reverse á, tự động nó tăng vùng nhớ em lên là 6. Em xóa thì tự động nó giảm xuống 1 còn 4. Nắm được chưa? Relock nó mạnh cho đó. Nhớ kỹ hàm relock nha. Rồi, anh giải từ nãy vậy nè, chỗ này hiểu không? Có hiểu thật không? Hiểu anh giảng lại. Đó, khi trước khi chúng ta thêm phần tử x vào vị trí VT, chúng ta phải nới rộng cái ô cái vùng nhớ này nè. Ra một ô nhớ nữa là chúng ta thêm vào ô A gì? Thêm vào một ô nhớ. Ok chưa? Còn đầu tiên mảng động mà nó không có. Đó, rồi chúng ta vô tiếp tục nè. Thì chúng ta làm thế nào? Gọi là hàm gì? Thấy rồi, bên bản động mình thấy cái hàm thêm hàm số nó sao? Nó khác hay chưa? Hôm trước bên bản tỉnh chúng ta đâu cần làm này đúng không?
tới càng gọi hàm thêm làm được thôi đúng không? Bây giờ ô A5 nó tồn tại, còn bây giờ bằng động mà sao? N bằng 5 là nó không tồn tại ô A5, khi tồn tại ô A0, A1, A2, A3, A4 thôi. Đó, thì trước khi thêm nè, trước khi thêm cái phần tử gì x vào vị trí gì, vị trí VT, thì chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta cần phải gì? Nới rộng ra, nới rộng cái vùng nhớ ban đầu ra khi một ô. Mà tại sao phải nới rộng ra khi một ô thì qua cái ví dụ nãy, qua cái anh nói nãy các bạn hiểu hiểu chưa? Rồi lúc này ta gọi là hàm gì thôi? Real log. Nới rộng ra thì sao? Chỗ này lúc này chúng ta có trình null null không? Có trình null không? Có hai tham số nữa em nhớ không? Null là khi cái con trỏ A này sao? Nó chưa có vùng nhớ. Lúc này nó có vùng nhớ rồi. Chúng ta nới rộng vùng nhớ ra. Khi ta truyền đây là cái gì? Là cái con trỏ cần nới rộng vùng nhớ. Tú hiểu này không? Hiểu hiểu chưa? Lúc nãy null là do cái con trỏ A này mà đầu tiên nó chưa có vùng nhớ. Lúc này con trỏ A này có vùng nhớ rồi, chúng ta cần nới rộng cái vùng nhớ con trỏ A này ra. Vậy là truyền vào đây là gì? Truyền vào đây là một cái con trỏ mà nó quản lý cái vùng nhớ chúng ta cần nới rộng rồi đó. Hiểu không? Ví dụ anh truyền vào B được không? Anh đang muốn nới rộng vùng nhớ nào? A thì truyền vào A đúng không? Ví dụ anh có khi con trỏ gì đi. Con trỏ in sau B đi. Anh có truyền vào B được không? Anh đang muốn nới rộng vùng nhớ nào? Anh đang muốn nới rộng cái vùng nhớ do con trỏ A quản lý. Anh đang muốn nới rộng vùng nhớ do con trỏ A quản lý. Vì vậy sao? Anh truyền vào đây là cái gì? Là một con trỏ A đúng không? Ở đây là gì? N cộng 1 nhân gì? Giải hợp. Nắm chưa nè? Đúng không? Nói rộng là khi có phải cộng lên 1 không? Rồi sau khi vậy thì mình sao? Thực toán khi mình mới làm việc được, bởi vì chỗ này chúng ta sử dụng OA gì? N bằng 5 nè. Thì 5 trừ 1 là mấy? Là 4. 4 cộng ngồi 1 là mấy? Là 5. Thì nếu chúng ta không có nói rộng một nhớ ra đúng không? Thì làm gì có OA5? Bây giờ bảng ta đang là bảng gì? Bảng động. Tú có nắm chưa nè? Để khai mát chỗ nào? Em có khai mát không? Đó rồi, ta chạy thử đi. Rồi chúng ta gọi ra cái hàm gì? Rồi chúng ta đây, chúng ta tạo một cái biến gì? X đúng không? Là cái phần tử cần thêm vào. Print tại F nha. Ta đang dùng cái gì? C nha. Sẽ nhập gì phần tử cần thêm scanf, bên đây nó rất rối vậy đó, nó đòi hỏi tùm lum la đó, nó phải có đặc tả là đồ nữa không, cái khó không phải ít đúng không. Rồi in ít là cái phần tử cần thêm, in vt, vt là cái gì, vị trí cần thêm. Nhập cái gì, nhập cái vị trí cần thêm đúng không, scanf nữa, nó cực khổ không. Nó, chỗ này viết sai nữa không, lâu dùng lại nó cũng quên luôn, không có quên mà viết không có nhanh được. Con quỷ này cũng kêu đã tả nữa, thấy không, cực khổ không. Rồi gọi là cái hàm gì, hàm thêm, truyền vào tham số là gì, a gì nữa, n nữa gì nữa, vt nữa gì nữa, x, đúng chưa. Rồi mình xuất ra cái bảng sau khi thêm rồi, gọi là cái này đi, cái mảng sau khi gì, mảng sau khi thêm đúng không, ok chưa, chạy thử. Năm một hai ba bốn năm. Rồi giờ mình số cần thêm nè, cái phần tử cần thêm, anh cái số sau chính em muốn thêm vào vị trí nào, vị trí nào muốn thêm nữa, ba đi ha. Khi mà dưới ba thì mảng sẽ khi như thế nào? À, 1, 2, 3, 6, 9, 4, 5. Đúng chưa? Rồi, chạy lại cái nữa đi. Trên dùng nó. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Khi mà tự sau chính vào vị trí số gì? Số 2 đi. Có phải 1, 2, 6, 9, 3, 4, 5 không? Ok chưa? Rồi bây giờ ví dụ như anh trước khi khiêm đúng không, anh không có gì,
anh không có nới rộng vùng nhớ ra đi, anh không có nới rộng vùng nhớ đó ra một ô nhớ đi, em xem nó có được không nè, thử đi anh bỏ đi, vô anh bỏ này đi, ok chưa, sẽ lỗi không. Đó, anh vừa bỏ thử cái hàm đi, anh nó bị lọt, bị cái lỗi gì sau chỉnh nữa, anh thấy sau chỉnh rồi cái lỗi thằng thánh nhớ cái bản này luôn, sẽ đụng bản này sẽ hiểu được. Nó đang nói cái ô nhớ gì nè, không 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 rồi nè, có nghĩa là mình đang truy xuất vào một cái ô nhớ không hợp lệ đúng không, có nghĩa là truy xuất vào một ô nhớ không hợp lệ, nhớ cái bản này, cái bản này nghĩa là mình đang truy xuất vào một ô nhớ không hợp lệ, nó ghi cái gì kệ cha đó, nhưng mà mình làm mình có kinh nghiệm là mình hiểu đúng không. Đó có nghĩa là này nè, ô nhớ không hợp lệ ở chỗ này nè, cái chỗ này làm gì có A5 đúng không, như cái phân tích anh bên nãy đó, phân tích anh bên đây nè, làm gì có ô A5 thì nó sẽ bị, nó nói em đang truy xuất một ô nhớ không hợp lệ, nắm chưa. Và anh nói chỗ này luôn, khi chúng ta thao tác trên mảng động, cái lỗi thường nhất đó chính là cái lỗi truy xuất vào một cái vùng nhớ hay một ô nhớ không hợp lệ, giống như cái lỗi vừa nãy. Nếu như trước khi thêm cái gì, thêm phần tử x vào cái vị trí vt mà anh không có dùng cái hàm relock để làm gì, để cấp phát lại cái gì, cái vùng nhớ mới, cấp phát lại vùng nhớ mới, thật sự là mình đang làm gì, mình đang nới rộng ra một ô nhớ cho cái vùng nhớ đó để mình có thể thêm vào được, nắm được chưa. Nếu như anh không có dùng cái hàm này, anh nới rộng ra một ô nhớ thì nó sẽ bị lỗi như hôm nãy, nắm được chưa. Mà còn nếu anh bỏ là anh nới rộng ra thì nó không bị lỗi, bởi vì mảng động. Mà phải nắm những cái chỗ này nha, nắm những cái kỹ thuật này cho anh. Nhà lúc này anh, lúc này anh trước khi thêm, anh đã dùng cái hàm gì relock để nới rộng ra cái gì một ô nhớ thì sẽ không bị lỗi nè. Đó chạy thử n bằng 5 đi, 5 6 7 gì 4 3 gì đại đi ha, sau 9 nè, vị trí số 4 nè, 5 6 7 4 6 9 3, nắm chưa, ok ha. Thì bây giờ cái kim sao khi số y vậy, rồi bây giờ kim ok rồi, nắm rồi rồi rồi, nói thêm tới cái số nè, số nha. Rồi bây giờ anh làm cái hàm số đi. Rồi cái kim này anh demo giờ hiểu rồi đúng không, bây giờ cái số đi, bỏ hết này đi, trả tao mới luôn đó, nghe tới số, hàm số phần tử bất kỳ trong mạng, hàm số phần tử tại cái gì, tại cái vị trí bất kỳ, vị trí bất kỳ void số, mấy thuật toán thêm số này nhớ kỹ nha, em hình dung công việc xếp hàng là em làm ra được hàm này, ok không. Nó anh cho cái ví dụ thực tế luôn vậy đó, in a in và n luôn đúng không, bị n sau khi em xóa được một phần tử em không, em phải mắc được một giá, một cái gì n phải giảm về đúng không, in cái gì, cái vị trí thôi, lúc này sao. Rồi chỗ này nè, in y bằng gì, vt cộng một y bé hơn n đúng không, đúng không, làm cho những quen nhớ luôn. Đầu tiên cứ ghi ra vậy trước, anh hiểu rồi, sau khi thêm đúng không, sau khi xóa đúng không, thì ai trừ một nó bằng gì, ai thằng y bằng 3 đúng không, thì sau khi xóa sao, a 3 bằng a gì, a 2 đúng không, nó dịch về đúng không, dịch về qua bên trái đúng không. Rồi n sao, trừ trừ nghĩa là sao, số lượng phần tử mảng sao, số lượng phần tử mảng giảm một đơn vị. Rồi bây giờ chỗ số này nè, nắm trên cái này. Rồi bây giờ anh gọi cái hàm số này đi, anh chạy thử, đóng cái hàm thêm này lại, Ctrl K nè, Ctrl C nè, đóng lại nè, gọi hàm số nè, tạo ra một cái in gì, cái in VT, thực sự lấy này lại thôi, nhập vị trí cần số. Gọi là cái hàm số truyền vào cái gì? Rồi, cái hàm thêm nắm hết chưa? Nhớ không nắm thì hỏi anh liền nha. Nắm rồi đúng không? Mảng sau khi số. Rồi, trước khi chạy này, anh qua đây anh nói cái này.
Để các bạn hình dung, hôm trước ta cũng có y như vậy luôn. Ina 100. Các bạn ý định của anh đang làm cái gì nè? Thì xóa giờ anh làm cái gì? Chắc chắn anh sẽ theo thu hẹp vùng nhớ lại. Nhưng mà tại sao thu hẹp? Anh giải thích nè. A100. Old Trafford chào Mourinho hả? Một hai ba bốn, nó vẽ lại đâu, vẽ lại không. Chỗ này dễ nhanh không anh? Rồi n của ta là bằng gì? Bằng năm đúng không? Ta dùng năm ô đầu tiên đúng không? Dùng năm ô đầu 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 tiên trong đây, đầu 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 tiên nó nhắc lại chữ đầu phải không, nó liên tục 3 4 5. Anh vẽ rất là kỹ nha, có hình dung anh đang làm gì này, ý đồ đang làm gì nè, đoán được không? Rồi nè, ví dụ như là mình có phần tử gì, một đúng không, hai đúng không, ba đúng không, bốn đúng không, năm đúng không. Anh xóa cái phần tử tại vị trí số 2, xóa đi, xóa đi nè. Cái công việc thêm và công việc xóa thật sự là công việc gì? Gán đè lên nhau thôi đúng không? Đó thì sau khi xóa này n còn mấy, xóa một phần tử được n còn mấy, bốn đúng không. Rồi cái mảng sau khi xóa phải nhầy không? Đây là nó cái bản tỉnh nha. Nói gì chúng ta cũng phải xuất phát từ cái tỉnh đi lên hết để chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề. Sự chỗ này anh đang làm cho nó hơi dư. Nắm được chưa? Ủa, đâu? Xóa đi, tức gom bôi nó rồi. Rồi nắm chưa? Rồi nó vẫn còn chứ. Rồi suy số về nhà không? 1, 2, 4, 5. Gắn đè mà. À 4 thì vẫn còn. Nhưng mà do tại sao khi tôi xuất ra chúng ta chỉ xuất tới 1, 2, 4, 5 thôi? Bởi vì n chúng ta trừ về 1 đúng không? Khi chúng ta chạy từ mấy đến mấy? 0 đến 3 thôi. Chúng ta không có chạy đến OA4 được. Vì vậy khi ta xuất ra chúng ta không có xuất giá trị số 5 này. Nhưng mà bên bản tỉnh đó, thì khi nếu n của em không giảm về đó, n em không vẫn giảm về, n em vẫn còn 5 á, thì thật sự em vẫn xuất luôn cái OA cuối cùng được. À cuối cùng nằm đấy, đâu đâu mất đâu. Anh nói sao, công việc gán đè thôi đúng không? Nó gán A4 lên A3, A3 lên A này thôi. Thật sự nó còn đang nằm nằm đây. Nhưng tại do n mình giảm về em một đơn vị á, cho nên xuất nó chạy từ 0 đến 3, nó xuất được cái O. Nó xuất từ đây thôi. Nó không có xuất cô A4 được. Nhưng nếu n mình không giảm về đi, A4 này vẫn còn tồn tại. Nắm được chưa? Nhưng khi chúng ta qua cái bảng gì rồi, cái bảng động, xóa này đi, cái bảng động, cái bảng động là chúng ta bắt buộc chúng ta phải xóa đi mất luôn, không được để đó. Vô bảng động đúng không, có năm phần tử, một hai ba bốn năm đúng không, đánh số lại, không một hai ba bốn, chúng ta xóa đi đúng không, chúng ta phải làm cho mất luôn ô này luôn, một hai ba bốn đúng không. À, xóa đi vị trí số 2 là 1, 2, 4, 5. Khi chỗ này thật sự nó vẫn còn số 5. Nhưng bên bản động chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm sao? Xóa hẳn cái vùng nhớ này luôn. Xóa hẳn ô nhớ này chứ không. Xóa hẳn ô A4 luôn. Không được nó tồn tại. Rồi bây giờ anh qua đây anh demo. Ví dụ như bây giờ anh không xóa. Anh chưa làm gì? Anh chưa thu hẹp lại đúng không? Anh xuất ra cái ô A gì nè. À, chỗ nào đây rồi, chỗ này
phần tử a gì? À, phần trăm d nợ trừ đi một bằng phần trăm d a n trừ đi một. Chạy thử đi. Năm một hai ba bốn năm. Anh số u tại vị trí số 2 là số 3 đúng không? Đúng không? Vị trí số 2 là số 3. In ra gì cái mảng 1 2 4 5 sau khi số đúng không? Đúng. Nhưng mà cái phần tử tại ô A gì? Cái ô A4 chứ. Ô A A4 vẫn còn tồn tại. Đi thẳng rồi luôn. Năm một hai ba bốn năm số vị trí số 2 ô A4 nó vẫn tồn tại số 5. Bởi vì chúng ta sao, chúng ta chưa sao, chưa có thu hẹp cái vùng nhớ đó về đúng không? Đúng không? Còn do chúng ta xét, chúng ta xét được 1 2 4 5, bởi vì sao? Bởi vì n chúng ta trừ về 1, chúng ta chỉ chạy n trừ về 1 nữa còn 4. N còn 4 thì chúng ta xét những ô A gì? A0, A1, A2, A3 thôi. Ví dụ bây giờ anh bỏ chỗ này, cái n này sao anh đóng lại thì nó ra luôn cái phần tử à, OA4. Bởi vì công việc xóa không phải nó xóa đi hẳn bộ nhớ mà nó chỉ làm công việc gán thôi, về phần tử nó còn, hiểu không? Tử nó còn, số tử số 2 xuất ra luôn. Bởi vì sao n ta chưa giảm về đó, còn cái bảng động là hỏi sao, cái bảng động này hỏi chúng ta phải thu hẹp bộ nhớ đó về luôn. Đó nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ xóa hẳn cái bộ nhớ này luôn, không cho tồn tại nữa. Nắm được chưa? Đó, rồi thử bây giờ anh thu hẹp nè, rồi anh xuất ra ô bốn của nó có tồn tại không nha. Thu hẹp bằng cách nào? Sau khi sao? Sau khi xóa phần tử tại cái gì? Cái vị trí x mà xóa thì sẽ là gán đè rồi đó. Thì mình mới sao? Thì mình mới đi thu hẹp. Thì mình mới đi. Mới đi gì? Thu hẹp sao? Vùng nhớ đó về. Tại sao trước khi, trước khi số anh không thu hẹp? Bởi vì trước khi số anh luôn, anh đang dùng cái ô gì? Anh vẫn dùng ô A gì? A n trừ đi 1. Mà anh thu hẹp về thì sao? Nó mất sao? Hiểu chưa? Vì trước khi anh xóa thực toán số của anh có dùng cái ô A n trừ đi 1. Nắm được chưa? Vì anh không thể xóa được. Anh chỉ xóa sau khi sao? Anh làm công việc này xong anh mới xóa, anh mới thu hẹp nó lại được. Rồi làm real log. Truyền vào cái gì? Cái vùng nhớ của con trỏ nó cần thu hẹp. N trừ đi 1 nhân gì? Nhân sai hợp gì? Sai hợp của gì? Của in. Có nghĩa là đang làm gì? Thu hẹp cái vùng nhớ. Thu hẹp vùng nhớ do con trỏ A quản lý. Nắm được chưa? Có nghĩa là sau khi nè, qua này dẫn kỹ chỗ này hiểu à. Mình không thể thu hẹp trước được, bởi vì mình vẫn đang sử dụng ô này. Khi nào mình gán xong đó mình mới thu hẹp. Còn nếu em thu hẹp trước đó, thì nó mất luôn ô này rồi đúng không? Đâu có gán được đâu. Nắm chưa? Vì vậy sau khi mà mình gọi cái hàm xóa xong mình mới thu hẹp. Nắm chưa? Chạy thử. N bằng 5. Các bạn cố gắng hình dung hiểu hiểu rõ hơn cái anh nói. Số là vị số 2 đúng không? Số số 3 đúng không? Thì cô A4 ra giá trị rác nè. Nắm được chưa? Ờ chỗ này quên. N em trừ đi 1 rồi. Em trừ đi 1 nữa thì nó bị ấy. Hiểu chưa? Vậy chỗ này mình tiền cho cái gì thôi. N trừ đi 1
Nhưng cái này mình để cuối. Hiểu không? Có hình dung coi. Nếu như n của anh trừ trừ anh để trước đúng không? Thì nó giảm về còn mấy? Còn 4. Rồi xuống đây anh sao? Anh trừ nữa cái nữa nó mắc còn có 3, hiểu không? Vì vậy muốn chắc ăn thì để n trừ trừ ở dưới chót hết luôn. Nắm được chưa? Còn nếu như n trừ trừ mình để ở đây nè. Thì chỗ này phải ghi sao thôi? N thôi. Bởi vì sao? Nó giảm về rồi. Mình đầu tiên n bằng 5 đúng không? N trừ trừ giảm về còn 4. Thì chỗ này mình cần nó là mình cần cái vùng nhớ này còn bao nhiêu ô thôi? 4 ô rồi đúng không? Mà đúng y rồi. Mà mình cho nó trừ 1 nữa thì sao? Nó còn 3 hả? Nó bị lỗi. Hiểu chưa? Vì vậy nếu n trừ trừ mà để ở đây thì chỗ này chỉ cần n thôi. Còn nếu như chỗ này gì? N trừ đi 1. Thì n trừ trừ mình để đâu? Để dưới đây. Em không có n trừ trừ đúng không? Thì ở trong cái vùng nhớ em á, nó hiểu lúc này còn có 4 mà. Nhưng n của em nó vẫn là 5. Khi em truy xuất đến ô nhớ không hợp lệ. N bằng 5 thì truy xuất đến ô A gì? A4 được đúng không? 0 đến 4. Nhưng mà trong cái bộ nhớ của em á, nó quản lý là bộ nhớ của em nó chỉ còn 4 ô. Thì làm chỉ ô A4. Nắm chưa? Nãy có hiểu này không? Hay khó hiểu? Cái chỗ này nè, mình thu hẹp về một ô đúng không? Mà nếu n trừ trừ em để lên trên đúng không? Và n em đã giảm về chưa? Giảm về rồi, mà đây em cho nó giảm cái nữa là sao? Giảm hai lần là sẽ bé đúng không? Mình giảm một lần thôi mà. Hình dung đi. Sao nắm nắm cái này hết hết chưa? Hiểu chưa? Chạy thử. Em phải xem, em phải nghiệm mới cả, mới hiểu rõ được. Thấy không? A4 nó ra vị trí rác. Bởi vì mình xóa nó đi rồi, thì làm gì còn ô A4? Ok chưa? Còn nếu như nè, em bỏ này đi, thì A4 nó vẫn tồn tại giá trị. Em bỏ cái hàm gì, thu hẹp bộ nhớ vô đi, nó sẽ còn giá trị. Số 5. Hình dung chưa? Còn khi mình thu hẹp về sao? Khi ô A4 làm gì còn? Có hiểu kỹ này chưa ta? Nắm chưa? Nó hiểu cái chỗ này nãy anh sang cái chỗ n trừ này chưa? Nếu n trừ em để lên trên đúng không? Là cái n em đã giảm về rồi. Mà giảm về rồi xuống đây em sao? Em cho n trừ đi 1 nữa. Nó lại giảm một cái nữa. Nó sẽ bé rồi. Ok chưa? Mình xóa một phần tử thì mình giảm mấy lần thôi? Giảm một lần thôi chứ sao giảm hai lần. Nó còn nếu này nè, em không có n trừ trừ thì cái chỗ này ở trong ô nhớ em á, lúc này nó còn 4, nhưng cái n của em nó vẫn hiểu là 5. Mà 5 thì em được quyền đi trước từ mấy đến mấy? Từ 0 đến 4. Ô A4 làm gì tồn tại? Ví dụ này trong bộ nhớ em có 4 ô rồi sao? Nó hiểu chỉ có từ 0 đến 3 thôi. Nhưng mà em lại truy xuất ô A4 nó bị lỗi. Đó. Nếu bạn nào chưa hiểu kỹ cái hàm này nè, các bạn ngồi các bạn phải nghiệm lại. Từ từ các bạn sẽ hiểu thôi. Rồi giờ hiểu hết chưa? Có gì các bạn không? Đó. Đây là cái hàm gì? Đây là cái demo anh làm thì cái hàm malloc, kenlock và relock. Thì relock có hai cơ chế. Như các bạn đã thấy rõ hai cơ chế nữa chưa? Thấy rõ qua cái ví dụ demo chưa? Còn đầu tiên nếu như sao? Nếu như nó chưa chưa cấp phát thì sẽ cấp phát ra vùng nhớ mới hoàn toàn. Còn nếu như vùng nhớ đã cấp phát rồi mà chúng ta muốn vùng nhớ nó co hẹp lại hay là sao nới rộng ra, thì chúng ta dùng cái hàm relock chúng ta làm việc đó. Còn ông nội malloc với kenlock này là nó chỉ cấp phát ra thôi, cấp phát ra bao nhiêu dùng bấy nhiêu, không có dùng nới rộng hay thu hẹp gì đâu á. Còn relock này làm được cái công việc đó, vì vậy nó là cha của hai kia. Nắm được chưa? Đó, đây là cái gì? Đây là các cái hàm cấp phát cái vùng nhớ cho một con trỏ, cấp phát vùng nhớ cho con trỏ. Mà vùng nhớ là chứa nhiều ô nhớ, vì vậy có thể hiểu đây là những cái hàm gì cấp phát cái mảng động đó đúng không? Cấp phát cái mảng động, mà cái mảng này được quản lý bởi gì? Cái mảng động là lúc này được quản lý bởi con trỏ. Không có ví dụ nãy vậy anh làm đó. Các bạn nắm ok chưa? Thì đây là bên gì? Bên si, con ngữ trên si. Mà bây giờ chúng ta qua bên sim cộng, thì sim cộng nó có một cái toán tử gọi là tử new để làm công việc cấp phát vùng nhớ cho con trỏ. Nhớ cái toán tử nha, nó không phải là cái hàm nha. Còn này là cái hàm,
Các bạn hiểu hai cái vấn đề đó. Ok chưa? Ok, giờ anh sẽ kết thúc cái video này để em qua cái video mới.